Kính thưa quý vị, các đồng chí, tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác đảng, công tác chính trị, công an nhân dân 6 tháng đầu năm. Được sự quý quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Long An tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữ Công an tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ công tác của đơn vị địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng về chính trị tư tưởng. Coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu, các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng đảng, gắn với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An vừa có buổi tiếp xúc cử tri ở các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Trụ, tỉnh Long An sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua 5 luật, 16 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp, cho ý kiến 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Các luật nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng, tiếp tục góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu Quốc hội đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội và các bộ ngành chức năng xem xét, giải quyết để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Long An tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn năm 2022. Tuyên truyền, vận động các chủ quán ăn, nhà hàng, quán bar, vũ trường, vân vân, nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về luật phòng chống tác hại của rượu bia, không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia tham gia giao thông. Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Trên đường thủy, lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm quy định về chở quá vạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện kết hợp với xử lý hàng hóa không hóa đơn chứng từ. Đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Long An vừa tổ chức lễ trao nhà đồng đội cho Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ đội công nghệ thông tin, phòng tham mưu Công an tỉnh, ngụ ấp Đồng Tre, xã An Lục Long, huyện Châu Thành. Ngôi nhà đồng đội có diện tích 66m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 230 triệu đồng, trong đó Công an tỉnh vận động và được công ty xây dựng Nam Tây Đô BA, ngụ thành phố Cần Thơ hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu, mạnh thường quân và gia đình góp thêm. Trung úy Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, đồng nghiệp mạnh thường quân và gia đình đã quan tâm chia sẻ, hỗ trợ xây dựng căn nhà đồng đội. Ủy ban nhân dân phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn liên ranh, gồm Ủy ban nhân dân phường Khánh Hậu, phường Tân Khánh, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An và Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hội nghị thông qua quy chế và kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn giáp tranh, nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp xoay quanh công tác phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Qua công tác phối hợp nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tập, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.